Thị Nguyễn xin kính chào quý vị Ngày hôm nay thì Nguyễn đang đến và tìm hiểu một cái ngôi đình làng Nằm bên bờ sông Lô Nằm ở khu vực của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Đó là đình làng Hùng Lô Và nơi Hùng Lô này với một cái làng nghề truyền thống Đầu tiên mà quý vị đang cùng với Thịnh Nguyễn quan sát Đó là làng nghề làm bún gạo và mì gạo Những cái sản phẩm này thì được bán trên thị trường rất nhiều và bây giờ thì mình sẽ đi trên con đường để vào đến khu vực chính của ngôi đình làng Hùng Lô Thì quý vị cũng nhìn thấy bên tay trái Người ta có để những cái Giống như là những cái sạp buôn bán Thì thỉnh thoảng vào những cái ngày lễ hội Hoặc là những lúc có đông du khách về Thì người dân họ sẽ họp chợ ở nơi đây Để buôn bán những cái sản phẩm của quê nhà Đây quý vị đang nhìn thấy một cái chị nữ đang ngồi bán những chiếc bánh đa được nướng bằng cái than hoa tại chỗ rất là ngon và chút xíu nữa đây thì chắc chắn anh em thịnh cũng sẽ vào để ủng hộ cho chị đây một vài chiếc bánh đa phía sau thì quý vị đang thấy một chiếc quạt đó là của một cái cô lớn tuổi rồi còn đây là không gian kiến trúc của ngôi đình làng cổ hùng lô thì đến với ngôi làng này nếu quý vị đi trên những con đường thì mình sẽ thấy Nhà cửa cũng được xây dựng mới, khang trang à, Cách đây khoảng chừng tầm 20 năm đổ lại Mặc dù nhà cửa thì được xây dựng mới như thế nhưng toàn bộ công trình kiến trúc của ngôi đình Hùng Lô này Được gìn giữ hơn 300 năm rồi quý vị Bây giờ quý vị sẽ cùng với Thịnh Nguyễn dạo bước một vòng Từ khu vực sân đình Nơi tập trung hoạt động các văn hóa Thể dục thể thao, vui chơi, hội hợp của người dân làng thì phía bên trong đó là những cái nơi thờ cúng thể hiện được phần tâm linh, niềm tin của người dân vào những đấng siêu nhiên, những cái vị tiền nhân đi trước đã góp công làm nên và sự hình thành của những cái làng cổ vùng Bắc Bộ Việt Nam. Thì ở đây có ba khu vực. Khu vực ngôi nhà, nhà trắng thì thờ đức Khổng Tử, người ta gọi là nhà văn chỉ, còn đây là mình đi thẳng vào bên trong kiến trúc của cái ngôi đình làng cổ để mình thấy được cái sự cổ kính trầm mặc của ngôi đình làng này theo với thời gian. quý vị nhìn thấy những nếp cửa được làm bằng gỗ với một cái sự uy nghi. À, đây là cô bạn hướng dẫn đi cùng với thịnh bên công ty trung tâm xúc tiến cái du lịch của tỉnh phú thọ. Đây, quý vị đang nhìn thấy đây là ngôi miếu cổ không gian với những cái bàn thờ, án thờ rất đẹp một góc nhỏ của mái đình làng với nét cổ kính những cái cột gỗ rất cao thì đến với đình làng hùng lô ngoài việc mình xem được những cái nét văn hóa của người dân làng về một cái tín ngưỡng của địa phương đó là thờ thần hoàng những tiền hiền có công trong việc giúp người dân khai hoang khẩn làng lẫn ấp thì chúng ta còn thưởng thức được một cái di sản văn hóa phi vật thể của người dân phú thọ đó chính là hát son thì sau khi quý vị đi với thịnh nguyễn một vòng xung quanh khu vực của ngôi đình hồng lô này thì quý vị sẽ cùng với thịnh nguyễn nghe những nghệ nhân tức là những cái ấy cô mang mặc áo đỏ rồi đầu chích khăn đen đó, và những chú ở đây sẽ thực hiện hát xoan để biểu diễn cũng như để cho quý vị cùng thưởng thức thì hát xoan ở đây không có nhiều những nhạc cụ mà chủ yếu là những cái sông la gõ phách và đặc biệt là chiếc trống mà mình đến đi nghe còn bây giờ mình sẽ vào bên trong ngôi đình chính wow rất đẹp thể hiện được sự uy nghi chiều sâu của lịch sử nên vùng đất tổ cảm ơn quý vị đã cùng với thịnh nguyễn đến với ngôi đình làng hùng lô xin chúc quý vị có những chuyến đi về đất tổ hùng vương ở phú thọ và có những trải nghiệm thật tuyệt vời À, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Thành Nguyễn.